Hello, xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện tại tôi đang ở Thanh Chiếu, đang ở nhà anh Vui, đang xây cái căn nhà biệt thự 2 tầng. Hiện tại chúng tôi đang còn bốc bột bã cho chủ nhà. Đây, đây là bột bã ngoại thất cao cấp của Kisona. Ngoài ra chúng tôi có một dòng bột bã chống thấm đặc biệt bao 20 kg. Để cho nó ngọt khỏe hơn một chút. Mình điều yếu hơn một chút. Ta chúng tôi đang đi hai xe, một xe đang chở bột vã và một xe chở sơn. Đây là căn nhà 2 tầng. Đây là mặt ngoài nhá. Lúc trang trí vào thì nó sẽ nhìn mê hồn quá. Vậy thì đến đây là hết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.